Hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc gối kê cổ của Lock & Lock Memory Foam. Thì cái gối này có kích cỡ là 300 x 200 x 100 mm. Chiếc gối này là một chiếc gối đa năng, các bạn có thể sử dụng để gắn vào gối cho khi lái xe hoặc là khi ngủ, hoặc là kê đầu, vân vân, rất nhiều tác dụng. Thì cái chất liệu làm gối này là dùng cao su hoạt tính 50D. Con sẽ thử xem cái gối này lắp vào xe như thế nào. Chiếc gối này có màu xám. Đây là cấu tạo của gối, rất là êm. Và cao su này thì được cho là cao su có lợi cho sức khỏe, các bạn yên tâm khi sử dụng. Phía sau này thì có một cái đai dùng để các bạn treo vào trong chiếc ghế ô tô. Và phía sau này có khóa để bạn mở ra có thể giặt lại được. Thì đây là cao su hoạt tính 50D của Lock & Lock. Các bạn có thể cởi cái này ra để đem giặt cái vỏ, rất là tiện. Và chúng ta sẽ thử treo vào trong xe. Đây, cái này các bạn dùng để tựa cổ, sẽ giảm cảm giác mệt mỏi khi lái xe, rất là êm. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau. Vì cái đai này khi không dùng thì sẽ co lại, rất là tiện. Thì trên đây là cái sản phẩm gối kê cổ của Lock & Lock. Hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho gia đình của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.